Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung, những ngày qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng đã huy động tổng lực để nhanh chóng khắc phục những sự cố về điện do cơn bão số 4 gây ra. Đến nay, công tác sửa chữa điện trên toàn địa bàn thành phố đã cơ bản được hoàn tất, đảm bảo phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Ngay khi cơn bão có dấu hiệu suy giảm, công ty điện lực Đà Nẵng đã nhanh chóng điều động hơn 400 cán bộ nhân viên cùng với 74 phương tiện vận tải tỏa ra các hướng để kiểm tra và khẩn trương tiến hành khôi phục lưới điện sau bão. Thì công ty cơ bản hoàn thành khôi phục cung cấp điện cho khách hàng trên địa bàn thành phố. Thì công ty sẽ tiếp tục rà soát xử lý mất điện tại các nhà khách hàng đơn lẻ. Riêng một vài trường hợp địa điểm ngập ống không đủ điều kiện đóng điện, công ty sẽ phối hợp với địa phương để phục, phục khi đảm bảo an toàn. Ngành điện thành phố cho biết, sau cơn bão số 4, bão Nauru đổ bộ trực tiếp vào Đà Nẵng gây mất điện gần 280.000 khách hàng. Nguyên nhân chủ yếu do cây ngã đổ, vật liệu kiến trúc bay lên đường dây ước công suất phụ tải không cung cấp điện lúc cao nhất lên đến 139 MW, chiếm 32% công suất phụ tải của toàn thành phố. Công tác sửa chữa khắc phục các sự cố được Công ty Điện lực Đà Nẵng triển khai khẩn trương, tích cực, hạn chế thấp nhất thời gian mất điện đã góp phần giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau bão.